Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê thì cứ có khoảng 1.000 trẻ em được sinh ra thì có tới 8 trẻ mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Nếu như không được phát hiện và điều trị sớm thì tim bẩm sinh sẽ gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe cũng như là sự phát triển của trẻ sau này. Thậm chí có những trường hợp nặng thì sẽ gây nguy cơ tử vong. Vậy thì những dấu hiệu nào cho thấy con bị tim bẩm sinh và cần đi thăm khám bác sĩ ngay? Trong chương trình phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc sẽ giúp cho các bậc làm cha làm mẹ hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi bác sĩ đó là bác sĩ hãy cho biết bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em là gì ạ? Vâng, tim bẩm sinh là bệnh mà những di dạng của tim nó xảy ra từ trong thời kỳ bào thai, vì thế nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc chức năng cũng như hoạt động sinh lý bình thường của tim và dẫn đến là những cái ảnh hưởng lớn đến cái sức khỏe của đứa trẻ. Vậy thì tim bẩm sinh thì sẽ được chia thành những cái nhóm nào và có những cái biểu hiện của bệnh ra sao thưa bác sĩ? Hiện nay người ta có thể dựa vào những dị dạng do cái cấu trúc của tim, phân loại theo cấu trúc như là bất thường về van tim, bất thường về mạch máu sở về tim hoặc là các bất thường về các vách tim. Tuy nhiên trên lâm sàng thì người ta sử dụng cái phương pháp phân loại theo hai nhóm, đó là nhóm tim bẩm sinh có tím và nhóm tim bẩm sinh không có tím. Thì trong đó nhóm tim bẩm sinh không có tím thì nó hay gặp hơn và tiên lượng tốt hơn so với nhóm tim bẩm sinh có tím. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là trẻ mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh này ạ? Nguyên nhân của trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh đến nay thì nó cũng chưa thật sự rõ ràng và không phải trường hợp nào chúng ta cũng tìm được nguyên nhân của trẻ bị tim bẩm sinh. Có thể kể ra một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất là đó về di truyền. Một số những gia đình có bố hoặc mẹ bị tim bẩm sinh thì khi sinh con ra thì cái nguy cơ bị mắc tim bẩm sinh nó cao hơn. Thứ hai nữa là khi mẹ trong quá trình mang thai bị nhiễm độc do vấn đề sử dụng thuốc không đúng cái hướng dẫn của bác sĩ hoặc là mắc một số những cái bệnh trong quá trình mang thai như là nhiễm virus herpes, bị rubella trong vòng 3 tháng đầu thì nguy cơ mắc tim bẩm sinh cũng cao hơn. Tuy nhiên là cũng có một số những trường hợp chúng ta cũng không thể biết được cái nguyên nhân bị tim bẩm sinh là gì. Vậy thì có những cái dấu hiệu nào giúp cho các bậc làm cha làm mẹ nhận biết được con em mình đang có cái dấu hiệu là mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh thưa bác sĩ? Những trẻ bị tim bẩm sinh thì khi mà còn nhỏ, còn bú mẹ thì có thể là bú kém, bú ngắt quãng, bú một lát thì lại phải há miệng ra để thở nên là bú không liên tục được, hoặc là hay trẻ hay bị ho, khò khè, chậm tăng cân. Ở một số trẻ lớn hơn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động thể lực của em bé hay mệt hoặc là chậm tăng cân, da xanh xao hoặc là thường xuyên hay bị tím môi hoặc là đầu ngón tay ngón chân, là những biểu hiện hay gặp của bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên là có những trẻ cũng không có những biểu hiện đặc thù thế mà chỉ vô tình phát hiện ra khi mà đi khám sức khỏe tổng quát hoặc là đi khám ở những chuyên khoa khác thì vô tình sẽ phát hiện được bệnh tim bẩm sinh. Vì thế là hiện nay thì những năm gần đây thì nhu cầu phát hiện tim bẩm sinh được đặt lên cao hơn và các cái dị tật tim bẩm sinh thường được sàng lọc ngay khi em bé đang trong bụng mẹ hoặc là khi mới sinh ra. Như ở Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc chúng tôi thì những em bé sinh ở Sản Nhi Vĩnh Phúc thì sẽ được tầm soát về bệnh tim bẩm sinh ngay từ khi sinh ra bằng phương pháp siêu âm tim. Điều đó giúp chúng tôi cũng phát hiện được rất nhiều những em bé bị tim bẩm sinh và có kế hoạch theo dõi và điều trị cho em bé được tốt hơn. Một điều nữa mà đang được rất nhiều quý vị khán giả, những bậc làm cha làm mẹ rất là quan tâm đó là đối với những trẻ em không may mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn không thưa bác sĩ? Rất may là hiện nay thì y học phát triển hiện đại cho nên là hầu hết các dị tật tim bẩm sinh đều có thể được chữa lành bằng thuốc hoặc là bằng các can thiệp dụng cụ hoặc là phẫu thuật. Có những trẻ dị tật tim bẩm sinh có thể tự khỏi được trong một vài tuần hoặc là một vài tháng sau sinh hoặc là một vài năm. Còn có những dị tật bẩm sinh thì chúng ta sẽ phải can thiệp nhiều hơn như là sử dụng các dụng cụ để bít các lỗ thông hoặc là hơn nữa là chúng ta phải là làm các phẫu thuật để sửa chữa lại những cái tổn thương ở trong quả tim đó. Một điều cuối cùng chúng tôi muốn bác sĩ chia sẻ đó là chúng ta cần phải có những cái lưu ý gì trong cái việc là chăm sóc những trẻ em mà không may mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh ạ? Khi mà chăm sóc những em bé bị tim bẩm sinh thì phụ huynh cũng cần phải lưu ý một số điều. Thứ nhất đó là chú ý phòng bệnh cho em bé, tại vì những em bé bị tim bẩm sinh nếu mà mắc những cái bệnh về đường hô hấp thì nó sẽ nặng hơn những trẻ khác và thường xuyên hay bị mắc bệnh hơn. Vì thế là cái vấn đề tiêm phòng vaccine cho những em bé bị tim bẩm sinh cũng rất là quan trọng.
Tuy nhiên cũng không phải là ở những trung tâm nào có thể là tiêm được vaccine cho những em bé bị tim bẩm sinh. Vì thế là nếu mà trẻ bị mắc tim bẩm sinh thì phụ huynh nên tiêm ở những trung tâm tiêm chủng lớn hoặc là những bệnh viện chuyên khoa, thì có thể là giúp cho em bé là nhận được những cái liều vaccine đúng theo lứa tuổi. Thứ hai nữa là khi trẻ bị tim bẩm sinh thì cái dinh dưỡng của em bé thì cần phải chú ý hơn. Chúng ta nên theo dõi cái biểu đồ tăng trưởng của em bé, và nếu mà nó không đạt được các cái chỉ tiêu tăng trưởng theo lứa tuổi thì cũng nên liên hệ lại với bác sĩ chuyên khoa thăm khám và được hướng dẫn trong những trường hợp cụ thể. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo với những tư vấn vô cùng quan trọng về bệnh tim bẩm sinh của trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, các bệnh về tim bẩm sinh nếu như được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và đúng cách thì sẽ giúp cho trẻ giảm thiểu tối đa các nguy cơ biến chứng, giúp các bậc làm cha làm mẹ giảm bớt lo âu, gánh nặng về bệnh tật và gánh nặng chi phí điều trị bệnh, đồng thời sẽ giúp cho trẻ có sức khỏe để tương lai phát triển tốt hơn. Chính vì vậy mà các bậc làm cha làm mẹ hãy cho trẻ đi tầm soát bệnh tim bẩm sinh càng sớm càng tốt. Đến đây thì thời lượng của mục phổ biến kiến thức y tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình này lần sau.